Thưa quý vị, mùa mưa lũ năm 2009 đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông Ba, đoạn qua huyện Krông tỉnh Gia Lai. Tới nay, sau 15 năm, tình trạng này không những không thuyền giảm mà còn diễn biến phức tạp hơn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân sống hai bên bờ sông. Nằm tại ngã ba giữa sông Ba và dòng suối Cạn thuộc xã Chư Rờ Căm, huyện Krông mảnh vườn rộng hơn 3 xào của gia đình anh Hoàng ngày càng bị thu hẹp dù biết rõ nguy hiểm, thế nhưng gia đình anh vẫn phải bám trụ, canh tác bởi không còn lựa chọn nào khác. Nhà thì chỉ có một chút đất như thế này nên là chỉ nuôi sống gia đình nên là cũng phải cố gắng dựa vào cái mảnh đất này sinh sống để nuôi con. Mưa gió ngủ còn mất ngủ thì sợ. Không may là đôi khi thiên tai nó ở trên nước nó chảy xuống rồi mình chạy không kịp. Chỉ trên một đoạn sông dài vài km, hàng trăm hectare đất canh tác của người dân đã bị cuốn trôi qua vài mùa mưa lũ. Trước cái tình hình sạt lở như vậy, thì ủy ban nhân huyện là đã có một cái bố trí một dự án gọi là định canh định cư để mà di dời những cái hộ mà ảnh hưởng vừa mất đất à, đến bố trí tại khu gọi là khu định canh định cư buôn Hòa lan mới thì cũng đã ổn định người dân được uh, trên 96 hộ dân đã ổn định rồi. qua giả soát ngành chức năng huyện Đồng Pa xác định được hàng trăm điểm sạt lở ở dọc hai bên bờ sông Ba. Trong đó, có 18 điểm có mức độ nghiêm trọng, nguy cơ gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Mặc dù địa phương đã xây dựng nhiều phương án ứng phó căn cơ, nhưng do ngân sách hạn hẹp, việc xử lý triệt để các điểm sạt lở vẫn chưa thể thực hiện. Tình trạng là nó mang tính cũng khăn cấp và ngân sách địa phương cấp quyền cấp tỉnh thì không đảm bảo được thì đề nghị cấp trên quan tâm à, hỗ trợ cái kinh phí để cho gia lai, trong 3 ba xử lý tạm thời những điểm nặng nhất và nguy cơ gây thiệt hại nhất. Cao điểm mưa lũ tại gia lai vẫn đang tiếp diễn cùng với những diễn biến thời tiết cực đoan khó lường, nguy cơ sạt lở và biến đổi dòng chảy trên sông ba vẫn đang là mối đe dọa thường trực cho hàng ngàn hộ dân ven bờ. Hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình vẫn đang xuống, song tại các vùng thấp trũng, hàng ngàn nhà dân của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy vẫn còn trong cảnh ngập. Song song với việc ưu tiên công tác cứu trợ vùng ngập lụt, tại các vùng dân cư nước đã rút, công tác khắc phục hậu quả cũng đang khẩn trương được triển khai. Tại dồn lũ huyện Lệ Thủy, tuyến đường chính đi vào trung tâm huyện vẫn chưa thể lưu thông. Nước đã rút, nhưng tại các vùng thấp trũng, nhiều nhà dân vẫn ngập từ 0,5 đến 1 mét. Những ngày qua, chính quyền địa phương và các đoàn thiện nguyện đã đến trao nhu yếu phẩm, nước uống, hỗ trợ người dân. Hôm qua cũng đã có 200 suất cơm và 300 thùng mì tôm, rồi 5.000 chiếc bánh mì và 20 thùng sữa. Hôm qua đã vào bệnh viện và thấy nơi bệnh viện thấy bác sĩ có nói là đến 340 hộ. Chị em lại huy động và làm từ 4 giờ sáng cho đến tầng 10 giờ là đủ 400 suất cơm. Tại huyện Quảng Ninh, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã được triển khai tại các địa phương nước đã rút, đặc biệt là tại các trường học, công tác tổng vệ sinh, thao rửa bùn đất, trường lớp được nhanh chóng tổ chức với mục tiêu sớm ổn định công tác dạy và học. Lực lượng công an, quân đội cũng đã bố trí lực lượng để hỗ trợ các nhà trường. Với phương châm nước được đến đâu thì chúng tôi phải là làm về trên đến đó để tận dụng cái nguồn nước sẵn có, lau chui ban ghế, phòng học và là vệ sinh các kho sáng ngày hôm nay thì tuổi trẻ công an tỉnh đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ của công an huyện Quảng Ninh để tổ chức hỗ trợ cho bà con nhân dân, đặc biệt là các thầy cô giáo tại các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Võ Ninh khắc phục những cái hậu quả do mưa lũ gây ra. Tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương phối hợp với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ đặc biệt là dọn dẹp các trường học để sớm ổn định công tác dạy và học cho các em học sinh